Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hải Đường TV và hôm nay Hải Đường xin mời anh chị các bạn cùng Hải Đường khám phá một căn hộ 4 phòng ngủ tại Vinhome Golden River. Đây là căn hộ đã được decor full nội thất, có diện tích là 160m² và đang được cho thuê với mức giá là 100 triệu. Mình đang đứng ở đây là không gian của một phòng ngủ đã được decor thiết kế lại làm không gian của phòng khách. Và mọi người có thể thấy là tại Vinhome Golden River là dự án duy nhất sở hữu một cái góc có căn hộ đã được bo cong, đây gọi là căn hộ vòng cung nha mọi người. Và đây là căn hộ nằm tại tầng cao nên chúng ta sẽ sở hữu tầm view tuyệt đẹp về trung tâm Sài Gòn. Chúng ta sẽ view được các công trình biểu tượng ở Sài Gòn như tòa tháp 55 tầng, Bitexco, sông Sài Gòn, cầu Ba Son và toàn bộ khu đô thị mới Thủ Thiêm. Mời mọi người cùng Hải Đường khám phá các không gian phòng khác nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có một bộ sofa này làm không gian phòng khách, và ở đây chúng ta sẽ có không gian bàn ăn. Bên đây đã được decor thiết kế với một bộ bàn ăn dành cho 8 người. Và ở đây chúng ta có chiếc bàn ăn có thể mở rộng ra mọi người ha. Thì chúng ta có thể làm một cái bữa tiệc dành cho một đại gia đình của mình ở đây. Và mọi người có thể thấy là không gian của căn hộ này được decor rất là tinh tế và rất là dễ thương, phù hợp cho các cái khách hàng hay là những cái gia đình chúng ta có con nhỏ. Mọi người có thể thấy là chúng ta sẽ có cảm giác như ở đây là một cái căn homestay đâu đó ở ngoài biển nha mọi người. Với các cái tông màu như xanh bạc hà là chủ đạo nè, điểm khuyết thêm một số cái không gian tông màu trắng nè, gỗ rồi những cái cây trang trí mang mạng xanh vào trong nhà ha, rất là dễ thương, cảm giác căn nhà nó luôn có cái sinh khí. Bên đây chúng ta sẽ có không gian nhà bếp ha, đã được decor thiết kế rất là hiện đại với tủ lạnh side by side nè, thiết bị nhà bếp đến từ thương hiệu Bosch cùng hệ tủ bếp đã được gia chủ làm mới lại. Chúng ta có nguyên một hệ tủ bếp ha, mới với tông màu trắng, nhìn nó rất là tinh tế, sạch sẽ và hiện đại. Rồi mời mọi người khám phá các không gian phòng ngủ. Phía đây chúng ta cũng có chiếc tivi treo tường ha. Phía đây chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ, nhà vệ sinh dùng chung cho phòng khách nè. Bên đây chúng ta có một không gian nhà kho. Rồi mời mọi người vào đây. Không gian nhà kho này cũng rất là rộng rãi ha, tiện lợi để chúng ta để những cái đồ không cần thiết vào trong đây. Và chúng ta cũng có không gian để có thể làm tủ rượu hay là để một số đồ gia đình trong này. Phía đây chúng ta sẽ có không gian phòng ngủ này. Thì phòng ngủ này đang được decor làm không gian phòng ngủ master và cũng đã được decor full nội thất nha mọi người. Và tất cả các phòng ngủ đều được xếp theo layout ngang như vậy, và chúng ta sẽ có tầm view ra ngoài về trung tâm quận nhất rất là đẹp. Tất cả phòng ngủ đều có view. Và phòng ngủ master chúng ta sẽ có một không gian phòng tắm lớn. Rồi bên đây chúng ta có không gian phòng tắm lớn này. Chúng ta có một chiếc bồn tắm rất là rộng ở đây, có thể view ra ngoài rất là đẹp nha mọi người. Rồi mời mọi người khám phá hai không gian phòng ngủ nữa rất là dễ thương. Rồi qua đây chúng ta sẽ có một không gian ngồi làm việc nè, không gian ban công ra ngoài với rất là nhiều mảng xanh. Mặc dù căn hộ này là để cho thuê nhưng mà chủ nhà chăm chút rất là kỹ từng cái cây xanh trong nhà nha mọi người, và luôn được cho người giúp việc lau chùi rất là kỹ lưỡng. Hầu như là căn hộ để trống nhưng mà chúng ta sẽ không thấy có bụi. Và phía đây chúng ta có ban công này, ban công rất là dễ thương mọi người. Ban công có các cây xanh, cây này cây cóc nè, và được gia chủ chăm sóc rất là kỹ lưỡng, các cây đều luôn là xanh tươi nha mọi người và sạch sẽ. Đặc biệt là gia chủ rất là kỹ lưỡng trong cái phần ban công, nghĩa là lúc trước gia đình của gia chủ có những em bé nhỏ lên, gia chủ đã làm hết cái hệ lưới ha, bảo đảm an toàn để các em bé nhỏ không có quăng đồ, những cái đồ chơi hay những vật dụng nhỏ xuống dưới. Rồi mời mọi người khám phá không gian phòng này. Đây là không gian phòng ngủ cỡ bé nhỏ trong gia đình và được thiết kế với tông màu hồng rất là dễ thương mọi người, và đặc biệt có một cái lối đi tắt vào phòng ngủ bên này cỡ bé lớn. Rồi mời mọi người khám phá. Và đây chúng ta sẽ có không gian phòng ngủ dành cho bé lớn trong gia đình. Mọi người có thể thấy đã được thiết kế cũng rất là gọn gàng, sạch sẽ và tầm view ra ngoài, và hai em bé trong gia đình chúng ta có thể vui chơi với nhau. Hiện tại căn hộ này đang được gia chủ cho thuê lại với mức giá chỉ 100 triệu một tháng. Và đây là một căn hộ được đánh giá là rất là sạch sẽ nè, chỉnh chu nè, được thiết kế rất là tinh tế. Và căn hộ này cực kỳ phù hợp với những
gia đình nhỏ có hai em bé hoặc là các chuyên gia, gia đình chuyên gia đến từ nước ngoài có thể thuê để sinh sống tại Ba Son. Cảm ơn anh chị các bạn đã cùng Hải Đường khám phá căn hộ này và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Hải Đường đến từ Sun Home, chuyên bất động sản ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.